Chào các bạn, hiện tại là đây tôi đang trên xe Mobile Home của Phương Trang, tuyến Biên Hòa đi Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hiện tại xe này là trang bị một xe thế hệ mới, dù mới, rất là đẹp. Xe này là Mobile Home Limousine. Mỗi người sẽ có một cái ô như vậy nhỏ nhỏ. Rất là đẹp không quý vị? Chờ giờ mỗi người một có một cái rèm để che. Đây. Trên cái ô này cũng có một cái tivi nhỏ nhỏ. Không biết là tivi chiếu cái gì đây. Rồi có một cổng sạc USB, lỗ nghe headphone. Đây có một lỗ USB là sạc nhanh 2.1 5V và một. Đây. Rất là đẹp thưa quý vị, sạch xe thế hệ mới của Phương Trang. Thầy xuống dưới nha. Bóng đèn như là các vì sao. Rồi xe tắt đèn rồi quý vị. Xe bắt đầu khởi hành. Tôi đang đi lên giường. Tôi đấy. Đi đâu đây? Anh đi đâu vậy? Dương. Hả? Dương. Cái gì? Dương. Đi xe này hả? Em mới bỏ dép ra chứ. Quý vị lưu ý là khi mà đi xe giường nằm hay bất kỳ xe gì khác, quý vị có một cái sợi dây là dây đai an toàn, quý vị nhớ hãy đeo vào nha. Bất kỳ xe gì nếu có để phòng an toàn cho chính chúng ta. Các bạn hãy đeo dây an toàn trong suốt cái cuộc hành trình của chúng ta, trừ khi chúng ta xe dừng lại để đi để nghỉ ngơi. Mục đích là khi mà đeo dây an toàn, khi mà xe có xảy ra sự cố gì thì chúng ta không bị rớt ra khỏi ghế, chúng ta sẽ nằm trên ghế luôn. Ok, xe bắt đầu khởi hành. Cảm ơn quý vị đã xem cái video clip này, tại vì xe nó đã tắt đèn. Ok, bye bye quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Sau khi thời gian xe chạy một quãng hành trình dài, xe đã dừng tại trạm xăng dầu Hưng Lộc để cho các quý vị nào có đói bụng thì dừng lại xuống ăn tối, hoặc là có đi vệ sinh thì đi vệ sinh ở đây. Hiện tại trong khi tôi xuống xe thì chỗ bãi này đã có các xe, các đầu xe đi các tỉnh thành như là đi Quy Nhơn, Quảng Ngãi. Rồi có xe đi Đà Nẵng. Tổng cộng ở đây là có 5 xe của Phương Trang đang đậu đây cho các quý khách hàng xuống dừng chân. Trong 5 chiếc này thì chỉ có tôi thấy có một chiếc của tôi là gọi là thay đổi ghế ngồi. Rất là đẹp so với những cái chiếc xe đang đậu hiện tại ở đây. Để quý vị nhìn thấy rõ hơn. Lung linh và đẹp lộng lẫy. Còn đây là những cái xe thế hệ trước, cũng là giường nằm nha quý vị, thì không được đẹp như vậy. Đây là một chiếc đi Quy Nhơn và một chiếc đi Quảng Ngãi. Chiếc này đi Đà Nẵng. Đây là những xe thế hệ giường thế hệ cũ. Còn đây là nơi quý khách
dùng bữa tối. Ở đây cũng có một cái quầy ngay nhỏ bán đồ cà phê, bánh kẹo. Rồi bên cạnh đây thì có quầy bán trái cây. Đây là chôm chôm nhãn, 1 ký 15 ngàn, 3 ký 30. Cái này bao nhiêu? Mỗi lần chuyến xe nghỉ để cho quý khách dừng chân thì chỉ có nghỉ từ 20 phút cho đến 30 phút mà thôi. Quý vị nhớ tranh thủ ăn uống, đi vệ sinh nhanh chóng để mà tiến về phía đằng trước xe chờ để mà đừng bỏ lỡ cái chuyến hành trình của mình. Nếu mà quý vị có lỡ bỏ chuyến hành trình của mình, lỡ xe đi rồi, quý vị hãy vui lòng gọi số điện thoại hotline của Phương Trang để mà họ sẽ hỗ trợ quý vị để mà đi những cái chuyến xe đợt chuyến xe sau đó. Đây là quý vị hãy vui lòng hãy lưu lại số tổng đài của Phương Trang khi mà quý vị có ở lại rớt chuyến ở lại thì quý vị hãy gọi cho số tổng đài thành phố Hồ Chí Minh là 1900 6067 để tổng đài sẽ hỗ trợ quý vị đi về những chuyến xe sau. Nhưng mà chuyến xe sau quý vị hãy lưu ý rằng là còn trống thì họ mới hỗ trợ ghế còn trống, hỗ trợ quý vị để mà quý vị lên xe ngồi và khả năng tiếp tục. Còn nếu mà chuyến xe sau không còn chỗ trống thì quý vị sẽ phải chờ tiếp tục cho những chuyến xe sau đó nữa, thì thời gian rất là dài, nên quý vị khi mà ăn uống đi vệ sinh hãy tranh thủ ăn cho nhanh và quay lại nhanh chóng quay về phía đằng chiếc xe để mà chờ. Khi mà các bác tài lên xe thì quý vị hãy lên theo. Tôi xin dừng lại, tạm dừng cái video clip này ở đây. Hẹn quý vị những cái video lần sau. Cảm ơn quý vị đã xem qua video clip Tấn Lộc Vlog. Chân thành cảm ơn quý vị.